Ông Chusier cho rằng trận ra quân gặp Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ không đơn giản với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Philippines trong trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 trước ngày bóng lăn. Ông Philippe Chusier khẳng định công tác chuẩn bị cho trận đấu đã hoàn thành. Quá trình chuẩn bị giải đấu thực chất đã bắt đầu từ tháng 3, khi ông Chusier có đợt triệu tập đội tuyển lần đầu tiên. Sau 6 trận giao hữu liên tục xáo trộn đội hình để thử nghiệm, huấn luyện viên người Pháp đã chọn ra bộ khung nhân sự tốt nhất chuẩn bị cho hai trận đầu vòng loại. Chúng tôi bắt đầu vòng loại World Cup 2026 bằng trận gặp đội tuyển chủ nhà Philippines. Sau 8 tháng cố gắng hoàn thiện và xây dựng lực lượng đội tuyển, mọi công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất, tất cả đều làm việc chăm chỉ. Đội tuyển Việt Nam đang xây dựng lối chơi mới, mảng miếng chơi bóng hiện đại hơn. Tổng cộng tôi đã triệu tập khoảng 80 cầu thủ, thông qua tập luyện, thi đấu giao hữu đã chọn lọc ra 25 cầu thủ và 3 thủ môn trong danh sách sơ bộ. Thông qua trải nghiệm tập trên sân và 6 trận giao hữu, tôi tin toàn đội đã sẵn sàng. Ngày mai là trận chính thức đầu tiên, chúng tôi thật sự rất háo hức và muốn cống hiến tốt nhất những gì có thể, ông Chusier chia sẻ. Đội tuyển Việt Nam thắng 3, thua 3 trong 6 trận giao hữu dưới thời ông Chusier từ tháng 6 đến nay. Cụ thể, các học trò của nhà cầm quân người Pháp thắng đội Hồng Kông 1-0, Syria 1-0, Palestine 2-0 ở 3 trận đầu. Tuy nhiên trong 3 trận sau đó, đội tuyển Việt Nam lại thua Trung Quốc 0-2, Uzbekistan 0-2 và Hàn Quốc 0-6. Đây là chướng ngại tâm lý mà toàn đội phải vượt qua nếu muốn có chiến thắng trước Philippines trên sân Vision Memorial. Chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ cách chơi và thực lực của Philippines. Ngoài ra, chúng tôi còn dành thời gian xem lại hai trận gần đây giữa Việt Nam và Philippines ở cấp đội tuyển Việt Nam, bao gồm trận giao hữu trước AFF Cup 2022, Việt Nam thắng 1-0 và cấp độ U-23 ở vòng bảng SEA Games 31, hai đội hòa 0-0. Cấp độ U-23 thời điểm đó có bổ sung cầu thủ quá tuổi cấp đội tuyển quốc gia. Điểm chung của hai trận này là đội tuyển Philippines đã gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt trận giao hữu năm 2022 định đoạt bằng tình huống phản lưới nhà. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại cả hai đội đều có huấn luyện viên mới, ông Michael Vai mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội Philippines. Lực lượng đội tuyển Việt Nam nếu so sánh nhanh sẽ có sự khác biệt so với trận giao hữu năm ngoái. Đội Philippines cũng có sự xuất hiện nhiều gương mặt mới. Thêm một lưu ý nữa là trận ngày mai mang tính chất chính thức thuộc vòng loại World Cup. Trận đầu tiên luôn tiềm ẩn biến số. Như tại World Cup 2022, các đội yếu ở trận đầu tiên đã gây ra bất ngờ như Ả Rập Xê Út, Nhật Bản. Do đó ở trận đầu tiên, chúng tôi sẽ luôn nhập cuộc với tinh thần mới mẻ, không có gì để mất, ông Chusier phân tích đối thủ. Khó khăn của đội tuyển Việt Nam ở trận này, bên cạnh sự khó lường của Philippines, còn là mặt cỏ sân Vision Memorial. Việc chơi trên mặt sân nhân tạo với mặt cỏ cứng, độ nảy của bóng cũng khác mặt sân tự nhiên là thử thách mà thầy trò ông Chusier cần vượt qua. Dĩ nhiên, mặt sân đóng vai trò rất quan trọng trong trận đấu. Để đánh giá chung, đây là khó khăn cho cả đội tuyển Việt Nam và Philippines. Dĩ nhiên việc xử lý bóng cũng khác biệt, bóng nảy hơn. Để chuẩn bị, chúng tôi đã có những buổi tập trên sân cỏ nhân tạo ở Việt Nam. Đến đây, chúng tôi có thêm 3 buổi tập trên mặt sân Vision Memorial. Hoàn cảnh khó khăn chung, ban huấn luyện đã lưu ý với cả đội và sẵn sàng đối mặt. Ông Chusier cũng trải lòng về áp lực mà ông cùng học trò phải đương đầu trong thời gian qua. Huấn luyện viên nào cũng tìm cách để gia tăng áp lực cho cầu thủ, làm quen với những gì có thể xảy ra trên sân, kể cả trong sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng mà còn tạo áp lực hoàn thiện đội hình, thắng theo cách chúng tôi muốn. Tôi đã nương đầu áp lực từ thời điểm nhậm chức. Sức ép xuất hiện trong từng buổi tập, mỗi lần chốt danh sách, mỗi trận giao hữu. Áp lực luôn tồn tại suốt 8 tháng. Không chỉ Việt Nam, mà chính đối thủ Philippines cũng có áp lực tương tự. Đó là điều tự nhiên trong thể thao nói chung, sẽ luôn có kẻ thắng người thua, quy luật phổ thông trong bóng đá là vậy, bất kể ở giải đấu nào. Quan trọng là nỗ lực tối đa để đạt được kết quả cuối cùng, chiến lược gia người Pháp đánh giá. Ông Chusier nói thêm, đội hình, lối chơi hay mọi thứ khác, đội tuyển Việt Nam đã đạt được ở thời điểm này, như gần với những gì tôi mong muốn hay dự kiến 8 tháng trước. Lợi thế của tôi là đã từng làm việc ở Việt Nam trước đây như tại PVF hay huấn luyện đội U19. Tôi biết rõ tiềm năng và trình độ cầu thủ Việt Nam. Nhiều người bất ngờ thấy tôi triệu tập cầu thủ hạng nhất, hạng nhì hay những cái tên không được thi đấu. Nhưng tôi biết tiềm năng của họ thậm chí còn tốt hơn cầu thủ đang được thi đấu rất nhiều. Nếu ngồi vị trí của tôi mà là huấn luyện viên mới tới thì khó làm việc ở Việt Nam. Từ tháng 3 đến hiện tại, tôi đã triệu tập 80 cầu thủ để sàng lọc, đánh giá thêm. Thời điểm tháng 11 này, có 30% cầu thủ thuộc nhóm trẻ, nhưng giả soát nhanh thì đã là 50%. Số lượng này không cho thấy rằng những cầu thủ đội tuyển quốc gia được triệu tập hồi tháng 3 là kém, mà là do thời điểm. Chúng ta có nhiều vắng mặt vì chấn thương, phong độ không tốt ở câu lạc bộ. Để chuẩn bị cho các đợt tập trung tương lai, tôi cần 50 cầu thủ ở trạng thái sẵn sàng. Ngoài hướng tới World Cup 2026, chúng ta còn Asian Cup U23 châu Á, AFF Cup, SEA Games. Để phục vụ các mục tiêu, bóng đá Việt Nam cần số lượng cầu thủ không nhỏ. 8 tháng qua,
Chúng tôi đã làm việc hết công suất để đạt được các mục tiêu.